Thưa quý vị, để thanh toán khi mua hàng ở chợ, người dân chỉ cần quét mã QR hoặc chuyển khoản mà không cần đưa tiền mặt, thuận tiện cho cả người bán và người mua. Mô hình chợ 4.0 ra đời tại thành phố Đà Nẵng với mục đích thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong kinh doanh, hướng đến phát triển các chợ không dùng tiền mặt. Phóng sự được thực hiện như ngày chuyển đổi số quốc gia ngày 10 tháng 10. Tại chợ An Hải Bắc, 132 tiểu thương đã đăng ký mở tài khoản giao dịch điện tử. Và với những mã việc QR được dán tại các quầy hàng như thế này, người dân khi đi chợ chỉ cần có một chiếc điện thoại kết nối mạng thì có thể thực hiện thanh toán nhanh gọn mà không cần phải sử dụng tiền mặt như trước. Gọn gàng mà nhanh, tiện hơn cho cái người tiêu dùng khi mà họ dùng cái mã này. Không thêm đem theo tiền mặt thì kiểu như là nhiều lúc mình quên tiền nhà thì mình có tiền trong tài khoản Viettel rồi đó. Ở trên thì mình quét mã thì nó cũng tiện lợi hơn. Còn tại chợ Cồn, nhiều tiểu thương cho hay sau khi triển khai mô hình 4.0, lượng khách thanh toán không dùng tiền mặt tăng lên đến 70%. Khỏe ồm, có gì đâu em để đây thì ưng là đưa vô là nó ra liền thôi, đâu có phải như tài khoản mà phải đứng bánh nhiều mất công. Đà Nẵng hiện đã có 8 chợ áp dụng phương thức thanh toán không tiền mặt theo mô hình chợ 4.0. Sau 6 tháng triển khai, có 97% tiểu thương thường xuyên có hoạt động giao dịch thanh toán điện tử. Giao dịch từ tài khoản Viettel Money tương ứng 12 tỷ đồng, giao dịch qua mã Việt QR tương ứng dòng tiền 2 tỷ 500 triệu đồng. Sở Công Thương Đà Nẵng cho biết từ nay đến cuối năm sẽ phối hợp với Viettel Đà Nẵng tiếp tục triển khai mô hình này đến 30 chợ truyền thống trên địa bàn. Thì đối với cái Việt QR là Viettel đã trang bị miễn phí cho tất cả các tiểu thương để sử dụng. Thì cái Việt QR của Viettel á, nó sẽ là tất cả các khách hàng mà khi đi chợ dùng bất kỳ cái ngân hàng nào của khách hàng cũng có thể là quét và thanh toán. Còn ngoài ra thì cái Viettel Money á, thì nó rất là đem lại cái nhiều ứng dụng đó. Đó là một cái hệ sinh thái trong đó. Mọi người dân có thể thanh toán được tiền điện, tiền nước và có thể là đi du lịch, mua sắm bất kỳ trên đó. Có thể nói cùng với nhiều giải pháp đồng bộ trong xây dựng và phát triển nguồn hàng, văn hóa ứng xử cũng như phương thức thanh toán không tiền mặt tại các chợ truyền thống, mô hình chợ 4.0 của thành phố từng bước góp phần khẳng định vị trí thương hiệu là địa phương dẫn đầu về chuyển đổi số của Đà Nẵng. Đồng thời kỳ vọng trong thời gian tới, các khu chợ sẽ trở thành những điểm đến lôi cuốn không thể bỏ qua đối với du khách và người dân thành phố.